Từ từ, cứ từ từ, từ từ thôi, đừng có lo nôn quá bồn, từ từ thôi, từ từ thôi, lưu ghiêu thôi, dây ở sau lưng coi chừng nó bị ấy đó, từ từ thôi, lưu ghiêu thôi, cứ lưu ghiêu thôi, nó đặng thì mình cứ chịu chịu theo nó thôi, đừng có vô sát bèo quá, từ từ thôi, cứ từ từ nhẹ nhẹ lưu ghiêu lên với nó, đừng có cương với nó quá, cứ mềm mỏng nè, nó lên như nào nó lên, không cần gấp quá, cứ lưu ghiêu thôi bầu. Lưu ghiêu thôi, lưu ghiêu, nó chạy mình cứ nhịn chịu chịu thôi, đừng có nôn với nó quá, cứ từ từ, cứ từ từ, để nó, nó chạy cứ chịu, chạy cứ chịu, vô tay bắt đi. Cứ từ từ nó, nó chạy mình cứ chịu nó, đừng nó không có gì gấp chứ á. Mới gần tới rồi đó, mới gần tới rồi đó, nó chưa chịu lên thôi. Đó, chờ cũng chờ cái leo, các bạn ơi, từ 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 từ, nó không có gấp, không có gì gấp chứ, không có gấp gì trên cái bồn, cứ từ từ cái bồn, cứ từ từ cái bồn, còn nó đuối nó à, cả nó cái leo các bạn ơi, quá gung tay rồi, leo 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 leo, từ từ, nó lên sắp tới nó bồn cả nó, trời ơi là trời chết tôi rồi, trời ơi. Yes, come Yeah. Yeah. lấy dây dèo nó mới được bò. Yes, đó có cảm giác chưa bồ, con cá leo đầu tay các bạn ơi, quá trời im ơi. Tay chân như nó hốt hồn hết trơn rồi. Quá sướng tay rồi. Quá vô các bạn ơi. Giờ lấy dậy lên dẹp cái này không được. Ơi. Ý nha. Không tới 5 kg đâu. Chắc cũng gần tầm tầm đó, tầm tầm đó chắc không hơn đâu, được cảm giác chưa, con này là thứ vừa thôi, nó ăn từng từng nhẹ nhẹ đó, giật lên mới thấy nặng thôi, tôi vừa nhóm xong là nó nghỉ xuống rồi tôi giật lên cái dây luôn, chạy luôn á. Quá sướng các bạn ơi, lúc tôi đinh rồi, quá im ơi, kéo đồ bầu, sẽ có cơ hội lần nữa nha các bạn. Giờ chưa hết gừng tay. Phịch lên nó chạy một quần liền ha. Thấy đó mà được. Từ từ từ, đứt bỏ. Không có dành lập công đâu, đừng có sợ. Thử kéo đi. Nó còn gung nữa trời. Quá gung ha. Quá gung các bạn ơi. Chết kiểu này mà ai mà chịu cho nổi. Hay từ giấy chân cắt đưa kia cái kèm tôi gỡ cái lưỡi ra đi rồi cắt quá sướng nghỉ ngực giục bỏ giục nó sai kém cái này nói sao mà thọt vô lấy được cái cục dây này.
gần nó bén banh tao cái kèm banh ra gì tôi được rồi à, banh ra banh hai tay thấy chưa, thấy không vậy chưa nè tay móc vào lấy cái xe kèm kìa rồi. Nó gần nó bén ghê không, nó dèo sao còn không dây không trời ơi gốc ra đứng mắt trời ơi chết trời gốc ra nước mắt bà gỡ hai thằng nó nằm ngủ nó chắc luôn quá sướng các bạn ơi trời là im. Thiệt thì cái ông gỡ con cá này ông cắt luôn đứt luôn cọc dây luôn tôi mới sợ thôi, nó mới về nó tươi không trời. À, nè nè bộ cầm đi cầm lập công đi để tôi tính cho tôi mua con dây đó nghe, hai tay lên cái này hơn 5 kg đó nha. Quá trời im các bạn ơi, quá hấp dẫn luôn, leo cỡ này trời cứ thấy mặt mày gì đâu quá im các bạn ơi, để mình cột nó được vịn vịn con dây đó nè, vịn đầu dây đó nè. Con cảm giác ông nghĩ bắt được đây, tôi bắt được con mà tôi cũng bắt được con chứ chưa bắt được con nào đẹp chí nhỏ nhỏ lắm mới cầu dính cá leo chà. Tại chân gì cũng gãy vậy hả, hôm nãy đưa vô cái cần này, cần để em suy nhê vậy nó đó. Nó chạy chạy rồi. What? Con nó chắc cỡ 2 kg. Giờ sát bên kìa. Tự xử luôn đi. Bên nào nấy lo đi. Ê đừng đừng dở luôn quá một. Ê bây giờ kế bên tay gỗ luôn đi. Không có kinh nghiệm cao. Ừ, là, tiếp đi chợ. Cắt lử luôn đi. Nuốt mất mẹ ơi. Ơi đây nè các bạn, ui ú lù lập công phải giúp các bạn ơi, chính luôn rồi. À, lôi đâu dính luôn, lôi nặng nặng vật khí dính luôn. Cái gì vậy? Quá im cả nhà ơi. Luôn nữa rồi, luôn nữa rồi, đúc cái đinh luôn. Ôi đấu thua nhau đâu gì đâu hả, alo chào làm gì chứ chào hai lòng cộng thôi đã răng trời
cắt bỏ luôn rồi, lấy mồi thêm mới được. Tôi đâu hay gì đâu, tôi đâu hay gì đâu. Cái sượng luôn hả? Tại nước sâu nó ăn gì đó. Lại nó nắm kéo lên xong nó nặng nặng giật thím đây. Ủ giật cái nó sượng lại giật 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 à, mày hả mày. Kia ngồi chậm ở trong bè đó vậy đó. Con nữa các bạn ơi, con này chắc nhỏ hơn con nãy chút, con này nhỏ hơn con nãy chút. Vậy đâu cũng sai vậy. Hoài biết rồi, kêu la hoài. Mang rồi. Con này hơi nhỏ qua cỡ kia. Đây nha, đây là cách móc mồi của mình nha. Đó, thì mình đưa vô vậy nè, mình mạo cho nó đầy lử đầy rộng gì nè các bạn đó, rồi còn dư gì nữa tóm lên đây gì nè đó, vậy là xong, miễn sao cho nó gọn điếp lử là được là ok. Nữa hả? Hả? Tự bơi đi. Dạ không dạ. Rồi tiếp tiếp mới đào tay rồi. Thấy tay đau rồi dòm tay hoài. Biết đau rồi. Biết tay đau rồi. Lên cái, lên cái. Bơi đi, nhà lấy kìm vịt ra luôn rồi. Kìm vịt ra luôn. Á, tôi đã ăn nữa. Còn 2 kg nữa các bạn. Luôn chạy dỗ luôn rồi. À, cái tay ngoài là gì nè, thấy nhăn mặt là biết rồi. Ý quý là nữa quý thấy quê quý chứ cái gì. Nhỏ này tự bơi đi, nhỏ gì cũng tự ký.
Nhìn nha, nhìn cái mép nó như thế nào hả dở nha. Trời. Đánh giá hoài má. Đánh giá hoài. Thôi. Lôi vô, lôi vô, lôi vô, lôi vô, lôi vô. Trời, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Trời. Đi đi đâu. Trời ô dính ngang mắt má ô, lợi nó Biết rồi. liếc. Nó vừa liếc má giật cười. Đi gỡ mới được. Liếc ngồi không? Nghe đấy. Dạ. Ở đây cũng có cá ghẻ mà nó chậm quá, làm như nó phức ngay cái giọt, ngay giọt sau ghẻ mà giật cũng được. Làm liền phát quy à, gỡ chắc quê này thiệt quy, đây không có ghẻ nó mà giật giật téo được. Tiếp nữa không hay khỏi đó, vậy nó búng gieo gieo cả nó lộn dữ đi. Quy kỳ lô dạ không, dạ không. Chừng có leo không chừng. Review lên đi. Review lên thôi. 8-9 kg cũng được. Rồi cứ này chắc từ 2 kg lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì lớn luôn không? Để lật qua bên trái lại, lật qua bên phải. Chắc công quá. Tay cái ngạnh đó, cắt bỏ đi. Ốp lử rồi. Hay quá. Nhét con mà bị chín đuôi này. Này con luôn rồi. Nó rất nhiều với chạy. Nè. Đang chạy. Lớn mà chạy dưới chợ. Có cha má ô. Dưới chợ. Chết tôi rồi.
nên đi con ngựa ra để gọi chợ. Đâu có chợ đâu vợ, u xa gì ghét chính cái cha là gì đúng cũng chết hả, dạy sọc. À, nó ông giật chưa chưa có dính vô hàm, nó mới ông giật mới chỏi lư câu à, chưa sốc. Chạy gì đợi tới kg. Cá về nữa má, cá nó không chết á, để nước đứng nó cũng sống. Chuẩn bị đi về nha cả nhà, con cá dục vô đi, hay dục vô hai con à. Rồi xong mình về mình sẽ quay kết quả cho cả nhà xem nha. Đó, thấy gì cho cả nhà bỏ cứ nha. Rồi về cả nhà ơi, đẩy cái hộp để mà cá lăng á. Nói gì về tới luôn cả nhà ơi, lãi luôn. Lôi nó dục ra ngoài đi bộ ơi, lôi nó dục ra ngoài đi, cầm bên nào à. Dạ có những ốc ở nhà không, ổng xuống cái lấy sọt rồi con giúp. Dạ ở nhà chăn bến đúng không? Có leo cái dồ cái leo đó 4 kg à, tầm đó tầm đó. Đây chuẩn bị bắt cá lên nha cả nhà, dọn dẹp bây giờ lo điện thoại không. Cá leo đó để ngoài đi, xong cái mình để vô vỏ bợ nhẹ vô. Mình phải cắt mấy cái bỏ nè, nó quấn như quả chèo gì. Đưa cái sọt xuống rồi. Thank you.
Đó, bộ là, bước lên. Không có ấy đâu. Miếng nữa. Đó, kiểu này. Ui. Vô một chú này, mini nhỏ nhỏ không à. Trời ơi. Gì? Lắc hoài vậy trời. Khứ các bạn ơi. Ôi. Thứng mình luôn. Hôm nay cũng là khá nhiều nha các bạn. Nay chắc cỡ hai ngoài. Cá nó mài sát đất nó hơi khó bắt chút. Ô, sọt luôn các bạn ơi, sọt quá lúc rồi, là nắm ngay chăng cái lúc này là một. Tôi đẩy cái miếng này lại rồi, à, cá leo lên mặt quá cho ông giác là luôn. Ông ăn cái gì quên nữa. Hả? À, cá leo cái gì? Cái giờ chờ con sống bự lại đi. Ừ, con sống bự lại đi. Cha rồi đó hả? Chị nói nè. Còn bỏ quên hàng này lại lên nghỉ. Chuyên gia mở dây kêu lấy kéo quá chuyện. Ủa đủ con nữa trời, cột kỹ với quý hai cột. Rồi xong lên cái nhà ơi. Vỏ khủng khiếp luôn các bạn ơi. Cái nhà nhớ xem kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha. Là khoảng 30, cũng gần 30 chứ, nói chung là không có tới bằng 30 nha các bạn. Nó khoảng 27-28 được. Dạ. Hết mình. Đây còn hai con chừa lại ăn nữa nha các nhà. Rồi chuẩn bị lên cái nhà ơi. Cái nhà tại vì hôm qua mình cũng có dính nhiều nhưng mà mình không có quay nhiều nha các nhà. Thì mình quay những cái khúc nào mà dính, cũng có khúc bỏ quay không kẹp mình cũng bỏ luôn. Thì khúc mình có quay khúc ban ngày thì nhiều, còn ban đêm thì mình ít có quay ngay cả nhà. Cả nhà nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha. Giờ mình chuẩn bị lên để ăn uống nha các bạn ơi. Quá trời nó đói mệt.